Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 14 tới tháng 9 năm 2020 xin chào anh Đô Dục chào anh Mai Phi Lâm, kính chào khán giả SVTN chúng tôi xin bắt đầu chương trình hôm nay với một tin không vui cho cộng đồng người Việt tại Mỹ đó là một trung sĩ không quân Mỹ gốc Việt vừa tử nạn tại Kuwait à, ngày hôm à, thứ bảy vừa rồi à, theo thông báo của bộ quốc phòng cho biết đó là anh Jason Khải Phan năm nay 26 tuổi cư dân thành phố Anaheim ngay miền Nam California chúng tôi ở đây anh bị tử nạn trong lúc đi tuần tiễu tại một căn cứ ở tại Kuwait đó là căn cứ Ali El Salam Air Base ở Kuwait vụ à, thiệt mạng này vụ hy sinh này nó không nằm trong vấn đề tác chiến bởi vì anh không có đang ở mặt trận nhưng mà coi như là hy sinh tại chiến trường bởi vì đang đi tuần trong căn cứ hiện chưa biết là vì sao anh chết nhưng mà quân đội đang điều tra nguyên nhân và ngoài anh Khải Phan ra còn có hai đồng đội khác của anh là bị thương nặng nhưng mà sẽ hồi phục Uh, anh Khải Phan được điều qua khu quét hồi tháng 7 năm nay trong lực lượng hỗ trợ an ninh cho chiến dịch Operation Inherent Resolve để ngăn chặn lực lượng ISIS. Uh, chỉ huy của đơn vị này là thiếu tá Watts nói rằng là anh Jason Khải Phan làm việc uh, uh, luôn luôn chăm chỉ và là một uh, đồng đội kiệt xuất và là uh, hỗ trợ cho các đồng đội trong những tình trạng nguy cấp nhưng anh chỉ chính sự nhiệt tình phục vụ và lòng tận tụy của anh mà anh Khải Phan thể hiện đối với các người khác xác định cái tính cách của anh đối với các đồng đội và cấp chỉ huy à, sau khi nhập ngũ thì dây sân Khải Phan bắt đầu làm việc tại đơn vị an ninh Security Force Squadron 66 tại căn cứ không quân Hanson FOB ở tiểu bang Massachusetts hồi tháng 10 năm 2018 rồi à, sau đó thì đơn vị của anh đảm nhiệm vai trò cứu thương tuần tra an ninh À, theo uh, quân đội Mỹ cho biết, anh Jason Khải Phan vừa được chấp thuận trở thành huấn luyện viên quân quyền và chương trình huấn luyện dự trù được tiến hành sau khi trở về lại Hoa Kỳ. Uh, anh Trung sĩ Khải Phan qua đời còn độc thân uh, và không có con cái gì cả, và cũng như vợ con gì cả. Thì đó là cái tin buồn cho cộng đồng người Việt chúng ta ở tại uh, Hoa Kỳ. Uh, chúng ta cũng biết là có nhiều người Việt tham gia quân đội Mỹ trong đủ các binh chủng và quân chủng Um, và thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp như là hy sinh như vậy nhưng mà rất là hiếm nếu tôi nhớ không lầm cái người cuối cùng mà hy sinh trước ảnh dây xe cải phan này là cái vụ uh, đụng cái tàu cái tàu dây xe uh, dạ, John McLean à, à, yeah, dạ, yeah, yeah. 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 có một người bị chết dạ. Yeah. thì uh, đó là cái tin buồn cho cộng đồng Việt Nam uh, chúng ta cũng à. nhân đây không biết là gia đình dây dân khải phan có xem chương trình này hay không chúng tôi cũng xem mặt đài SBTN hình chia buồn cùng gia đình qua cái sự hy sinh của anh tại chiến trường Kuwait. Vâng, thưa giống thưa quý khán giả khi chúng tôi uh, thấy cái bản tin này viết bằng tiếng Anh thì nói là một cư dân gốc Anaheim thì tự nhiên trong đầu tự nhiên mình nghĩ không biết có phải là người Việt hay không mình đi vào cái bản tin đó nhìn thấy cái, cái họ tên là thôi đúng là một người gốc Việt thì uh, đây anh Khải Phan là cư dân ở Anaheim với cái tuổi trẻ này thì chúng tôi nghĩ rằng anh là người trưởng thành ở tại Hoa Kỳ thì cũng coi như là cũng đồng hương <laughs> gần đồng hương của chúng tôi thì thưa quý vị đây là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là người Việt Nam chúng ta ở tại đất Hoa Kỳ này chúng ta đóng góp chúng ta hy sinh và chúng ta đã làm rất cũng cố gắng tất cả mọi mọi sức mình để làm tròn cái vai trò nghĩa vụ của cái người công dân ở quê hương thứ hai và bất kỳ ở người nào Ờ, ở, mọi lĩnh vực chúng ta đều cố gắng cái thể hiện cái sự uh, làm tròn cái nghĩa vụ đó thì đây là một trong những cái nghĩa vụ mà chúng tôi thấy rằng là, là cao cả đối với những người Mỹ gốc Việt. Xin Dũng Vâng. Thì đó là tin anh Jason Khải Phan và hy sinh tại chiến trường Kuwait và qua các đám cháy tại miền Tây Hoa Kỳ thưa quý vị, các đám cháy tiếp tục uh, hoành hành tại miền Tây Hoa Kỳ, đặc biệt là các tiểu bang như California, Oregon Washington, Idaho và Arizona Thì trên màn hình quý vị thấy đó Đây là những cảnh cháy rừng ở khu một picnic à, Cho đến giờ phút này thì à, tính đến thứ bảy Thưa quý vị xin lỗi quý vị Thứ bảy đã có hơn 30.000 30 mẫu bị cháy à, Đó là theo cơ quan cứu hỏa của California cho biết như vậy Cái đám cháy tên là Bobcat bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 Và cho đến nay chỉ có 6% là được dập tắt nhưng mà đã làm cháy hơn 30.000 mẫu bao gồm uh, cái khu rừng uh, Los Angeles National Park uh, cái video quý vị thấy trên màn hình đó là một cái khu vực mà picnic tức là tương đối là cái chỗ đó là cây nó không có rậm rạp lắm mà nó cũng bị cháy thì bây giờ uh, đa số cái đám cháy này nó do nó cháy lại bởi vì do mùa khô nó khô quá rồi gió rồi đã vậy là những cái chỗ mà đồi dốc lên xuống này nó có cái buồn cười là quý vị để ý nếu mà nó phẳng như vậy á thì gió nó thổi đi nó cháy thì nó hết thôi, nó không có dữ dội, bằng nó lên xuống thế này. À, khi mà nó lên xuống như vậy đó gió nó thổi qua những cái vùng đó là mạnh hơn nữa, cháy bạo hơn nữa. Còn nếu mà nó bằng như vậy thì nó gió đi nó đi luôn, nó lên nó cứ cứ sờn ở trong đó để giải thích cho quý vị hiểu. Thì đây là cái uh, những cái đợt cái đợt cháy này người ta nói rằng là chưa bao giờ thấy trong 60 năm qua. Hiện nay thì ở tại California là hàng chục ngàn lính cứu hỏa đang phải đối diện và đang dập tắt ít nhất là 28 đám cháy lớn. Và trong cái tình trạng thời tiết người ta hy vọng là nó sẽ bớt đi bởi vì trong những ngày qua thì chúng ta biết là cuối tuần vừa rồi bắt đầu nó cũng bớt nóng đi. Bắt đầu trời nó sẽ lạnh. Thì người ta hy vọng là cái nhiệt độ này nó khi mà giảm xuống như vậy nó sẽ có thể là làm giảm bớt cái đám cháy. Quý vị thấy đây là cái rừng nó không có rậm lắm nhưng mà như chúng tôi vẫn thường nói đó những cái bụi bị cái bụi mà cây đó, nó không có mọc lên được nó khô ra nó dễ cháy thì đó là tình trạng cháy rừng ở tại uh, miền tây hoa kỳ uh, không biết long có thêm tin tức gì nữa hay không vâng. trong cái chuyện cháy rừng này thì tôi cũng cập nhật thêm số một số cái chi tiết thì riêng trong năm 2020 này cháy rừng ở tại california california Có như đã thiêu đốt tới 3 triệu ba trăm ngàn acre thưa quý con số kinh hoàng và hiện tại bây giờ những người dân sống tại California, những đặc biệt những người bên miền Bắc xuống đến miền Trung California, những người dân sống ở vùng ven biển là những nơi mà chúng ta tin rằng là là khí hậu trong lành nhưng mà chốt cuộc bây giờ thưa quý vị cả bầu trời California là che phủ bởi đám cho bụi, đám cho bụi này gây ra phải nói rằng là rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe chúng ta thấy biết là khi mà cho bụi nó cháy nó rất là mịn mệt chúng ta không thấy và khi nó mệt như thế này thì chúng ta cứ tha hồ chúng ta hít vào uh, hít vào phổi thì cũng có một cái chuyện là uh, cũng có thể rằng là cũng có một cái đỡ đi là hiện tại bây giờ có bệnh dịch cho nên rất nhiều người bây giờ đeo ra đường là phải đeo khẩu trang cho nên cái sự đeo khẩu trang đó nó cũng ngăn cản bớt đi cái chuyện mà phải hít khói bụi. Thì tôi nói chuyện với rất nhiều bạn bè nằm trong khu vực San Francisco ở tại Oregon nói là bây giờ chỗ không trời nào cũng cũng bước ra là thấy bụi, ra ngoài xe là xe bị phủ một đám bụi. Đó là cái tình trạng không khí ô nhiễm đang đe dọa ở những cái khu vực này. Còn các người lính cứu hỏa thì hiện tại bây giờ riêng tại tiểu bang California thì hiện tại bây giờ cho biết có 16.750 cỡ khoảng 16.750 lính cứu hỏa đang gọi là chiến đấu với ngọn lửa ở trên 29 các trận cháy rừng mà thuộc loại lớn ở vào ngày hôm qua và ngày chủ nhật đó là thông báo của CAL FIRE là cái cơ quan lo về cứu hỏa với rừng của tiểu bang California còn ở những cái tiểu bang khác thì thưa quý vị cũng có những cái tình trạng mà gọi là uh, khó khăn thiếu người uh, lính cứu hỏa còn con số mà 16.750 lính cứu hỏa California này thì theo như tôi nhớ không lầm thì là có cái sự cứu viện đến từ những cái tiểu bang khác còn trong thời gian vừa qua California cũng kêu gọi là chúng tôi rất là thiếu người để mà chữa để mà chữa cháy rồi cái số người thiệt mạng cho đến sáng ngày hôm nay tin cho biết là À, tổng cộng gần như là có trên 35 người, có anh chứng 35 yeah. người yeah. bị thiệt mạng trong đó là 24 người ở tại California, 10 người ở tại Oregon và một em ở tại Washington State à, và nhưng mà mỗi một tiểu bang đều báo cáo cho biết rằng là những người mà hiện tại bây giờ coi là mất tích đó, thì mỗi một tiểu bang cũng có mười mấy người thì cho nên cho nên cái con số cuối cùng chúng ta cũng chưa có một con số thiệt mạng thiệt hại nhân mạng cuối cùng chúng ta cũng chưa biết có nghĩa có thể rằng là uh, chờ sau khi các cơn nó cháy nó nó, nó tàn lũi rồi lúc đó người ta mới có những cái thống kê một cách rõ ràng cũng chúng ta cũng mong rằng là đôi khi khi người ta đi chạy uh, đi chạy uh, chạy hỏa hoạn như vậy đó thì có thể họ đến những cái nơi tiếp cứu nào đó mà chưa có kịp thông báo cho gia đình hay là chưa kịp có được lên danh sách của các tiểu bang chúng ta hy vọng là như thế à, thưa anh Dũng à, tổng cộng các cái đám cháy ở miền, miền Tây Hoa Kỳ hiện nay là có gần 100 đám cháy lớn à, và có tổng cộng hơn 30.000 lính cứu hỏa bây giờ đang à, nhân viên cứu hỏa cũng như các nhân viên khác đang tìm cách dập tắt những cái đám cháy này. Đó là theo cái à, thông tin của National Fire Information Center cho biết. Ờ, trong khi đó thì sáng ngày hôm nay theo dự trù Tổng thống Donald Trump sẽ đến California thị sát cái vụ cháy này. Ờ, Tòa ốc cho biết là Tổng thống sẽ đến thăm uh, McLean Park ở Sacramento County uh, gặp các giới chức của Hòa Liên bang và địa phương và sẽ có một cái buổi thuyết trình về tình hình cháy rừng. Uh, theo tờ USA Today cho biết là Tổng đốc Gavin Newsom cũng sẽ gặp uh, Tổng thống Donald Trump ở đây. Uh, và bởi vì cái chỗ uh, sacramento county này bây giờ đang là cái uh, bộ chỉ huy tạm thời của cơ quan cứu hỏa của california thành ra là uh, tổng thống trump đến đó và đây là một trong uh, cái uh, ba đây là một trạm dừng chân trong cái chuyến đi ba ngày của tổng thống Donald trump đến các tiểu bang miền tây là bao gồm uh, arizona nevada và california uh, trong cái buổi vận động tranh cử và cái chuyện này nó cũng gây ra cái tranh cãi là có hai chuyện người ta chú ý đó là trong những ngày qua thì trong các cái tweet của tổng thống Donald Trump á, thì gần như không nhắc gì đến cái vụ cháy này cả Đã. và bây giờ thì ông thăm ở đây cái thứ hai đó người ta cũng bắt đầu là uh, một cái đề tài được nói đến nếu mà nó ngược với tổng thống Donald Trump đó là vấn đề khí hậu Đã. nhiều người cho rằng vì khí hậu nóng quá khí hậu toàn cầu nó ấm lên thành ra dễ bị cháy rừng trong khi tổng thống Donald Trump thì có quan điểm ngược lại chuyện này Ờ, chuyện này như thế nào chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị xin quý vị đừng rời màn hình SPTN chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.